Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nấu hơn 10.000 suất cơm mỗi ngày chăm lo đội ngũ y tế tham gia điều trị COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thanh Tâm cùng nhóm từ thiện Sen Vàng hỗ trợ suất ăn cho người dân tại các điểm phong tỏa. Thái Bình, nhiều hoạt động từ thiện trong mùa dịch. Các hoạt động từ thiện nổi bật của tăng ni Phật tử tỉnh Trà Vinh. Những tin tức đáng chú ý về dịch bệnh COVID-19. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trước những khó khăn mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải do dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã nấu hơn 10.000 suất cơm, dự kiến có thể nhiều hơn sau đó, góp phần chăm lo cho bà con, bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ ở các trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Chương trình thiện nguyện này do Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng với chùa Vĩnh Nghiêm quận 3, nhóm từ thiện chia sẻ sharing, nhóm thiện nguyện mãn tự phối hợp thực hiện. Thì đầu tiên thì chúng tôi khi dịch mới bị ít, chúng tôi chỉ làm mới ăn có 1.000 suất một ngày thôi và phát gạo đến mì đến các nơi, nhưng mà đến nay thì dịch đã bùng phát quá nặng, quá nhiều. Bởi vậy nên là Hòa Thượng chỉ đạo cho tất cả các chùa tăng ni Phật tử thành phố cùng chung tay chia sẻ lỗ cơm. Mỗi người một chân một tay, mỗi người một việc để giúp đỡ chia sẻ cho bà con thành phố và các tuyến đầu. Vì bây giờ các tuyến đầu cũng rất là quá tải, một số các vùng bị cách ly, một số các vùng bị giãn cách thì cũng chưa thể, mặc dù đã được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của các cơ quan chính quyền nhưng cũng chưa thể kịp tới nơi để hỗ trợ bà con kịp thời được. Thì tôn giáo, giáo hội là lúc này là tập trung vào để hỗ trợ bà con những khó khăn lúc ban đầu. Thế còn sau khi chúng ta sẽ phân giải ra đều ở các nơi để cho bà con thành phố này không ai bị đói, không ai bị ảnh hưởng của dịch mà bị bỏ lại phía sau. Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết thêm, khi tòa thành phố thực hiện chỉ thị 16, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, có bức tâm thư gửi đến ban từ thiện xã hội, cùng tất cả tăng ni thành phố, kêu gọi cùng đồng tâm hiệp lực chia sẻ với bà con xung quanh mình trong dịch bệnh. Sau khi nắm bắt tình hình và nhu cầu thực tế từ các trung tâm cách ly và các bệnh viện dã chiến đang quá tải vì số lượng người mắc COVID-19 liên tục tăng cao, khiến việc chăm sóc đời sống, trong đó có việc ăn uống có khó khăn, Thượng tọa đã quyết định phải chung tay nhằm chia sẻ bớt áp lực để đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên yên tâm làm việc, bệnh nhân, bà con cách ly cũng yên lòng điều trị để sớm được khỏi bệnh bằng cách phối hợp với các nhóm từ thiện cùng thực hiện bếp ăn miễn phí cho người dân. Chiều ngày 13 tháng 7, khu nhà mới xây dựng trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm đã được sử dụng làm bếp dã chiến gấp rút hoàn thiện với loạt lò nấu bằng ga, tất cả dụng cụ đũa, rổ, dao, thớt, bếp tủ lạnh, tủ đông đều được mua sắm mới phục vụ việc giữ gìn thực phẩm vệ sinh tươi sạch để chế biến thức ăn dinh dưỡng phù hợp. Thì cái bếp dã chiến này thì đây là một cái công trình nhà đang xây nhà khác, nhưng bởi vì dịch nên là không đủ cái phương tiện phục vụ, chúng tôi mượn cái không gian này để làm cái bếp tạm thời để nấu phục vụ cho mùa dịch năm nay. Chúng tôi làm đây thì hầu như là không có Phật tử ngoài vào làm công quả, mà chỉ các sư tại chùa làm, bởi vì ảnh hưởng của dịch phải đảm bảo cái sự giãn cách y tế. Thì chúng tôi có một hai vị ở ngoài vào thì chúng tôi yêu cầu phải có test kiểm tra dịch trước 2 ngày xong mới vào đây, mà vào nó ở luôn tại đây không được đi ra ngoài nữa. Còn chủ yếu là các sư trong chùa, chúng tôi vận động anh em chia ca xuống để phục vụ giúp đỡ. Tôi cảm thấy rất là vui, nói chung là tôi cảm thấy là rất là hào hứng, tôi muốn đóng góp một chút sức Phật để cùng Sài Gòn chống dịch vượt qua khó khăn.
Ngoài các suất ăn chay do bếp chùa đảm trách, tùy duyên chăm lo đội ngũ y bác sĩ đủ dinh dưỡng và theo chế độ ăn uống bình thường, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố còn bố trí mỗi ngày nấu 2.000 suất thức ăn mặn do các Phật tử cư sĩ phụ trách ở các bếp gia đình. Các suất ăn chay mặn sẽ được tập trung theo các điểm cố định, thuận tiện cho việc chuyên chở, được đội xe tình nguyện nhận phân phối đến các khu cách ly, bệnh viện dã chiến ở trên các địa bàn thành phố theo số liệu đăng ký cập nhật trước đó. Các Phật tử và chư tăng tham gia nấu ăn cũng được giới hạn trong phạm vi nội tự, trong các khu vực nấu ăn riêng nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo thông tin từ Bộ Y tế, chỉ trong sáng nay, 16 tháng 7, Việt Nam ghi nhận hơn 1.900 ca mắc mới. Trong đó nhiều nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh với 1.399 ca nhiễm. Trước sự khó khăn của người dân đang sinh sống tại thành phố trong những ngày giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chư Ni Chùa Thanh Tâm đã kết hợp với nhóm từ thiện Sen Vàng hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người dân tại các điểm phong tỏa. Tại bếp nấu ăn chùa Thanh Tâm, Ni Sinh nội trú tất bật chế biến những phần ăn để kịp gửi đến bà con. Cùng đó, cũng tại bếp ăn căng tin của Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Sen Vàng, hàng ngày hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam bày tỏ. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong những địa điểm mà bị phong tỏa, gặp khó khăn về vấn đề thực phẩm. Cho nên chùa Thanh Tâm cùng với nhóm từ thiện Sen Vàng nhiều ngày qua đã hỗ trợ một số quà thực phẩm và các suất ăn đến các địa điểm bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhằm để cùng với nhà nước và nhân dân vơi đi những khó khăn trong cái công việc phòng chống dịch cho địa bàn thành phố. Nhân đây xin thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni, các mạnh thường quân Phật tử đã gửi các thực phẩm và rau củ để hỗ trợ cho tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chùa Diên Quang ở Bắc Ninh 10 tấn gạo và một số chùa tại tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Long, Sóc Trăng như Đồng Nai. Xin chân thành tri ân tất cả quý vị. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nhường cơm sẻ áo, Phật giáo trong những ngày qua luôn tích cực trong công tác từ thiện xã hội, đồng hành cùng bà con đồng bào trong nạn dịch. Được biết, chùa Thanh Tâm và nhóm từ thiện Sen Vàng cũng đã vận động khắp nơi từ các tỉnh thành như rau, củ, gạo để kịp thời đáp ứng phần nào sinh hoạt hàng ngày cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đợt trao tặng những phần quà và suất ăn cho bà con trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Việc làm đó là nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật, tình người lại càng ấm áp thêm trong lúc khó khăn này. Những chuyến xe hàng vượt đường xa ngày đêm, những phần ăn được nấu từ bếp ăn chùa Thanh Tâm do các ni sinh gửi gắm và sự phát tâm thiện nguyện của nhóm từ thiện Sen Vàng là niềm động viên lớn lao để toàn dân chung sức chung lòng vươn lên trước khó khăn của nạn dịch. Thưa quý vị, chung tay cùng người dân và Phật giáo cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, Tăng Ni và Phật tử tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. Chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, Chư Tăng Chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đã đến thăm và trao quà từ thiện, hỗ trợ bà con thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, địa phương đang thực hiện cách ly vì liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đại diện đoàn đã trao 1,2 tấn gạo, 20 thùng sữa và 3 thùng khẩu trang, tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 7, Chùa Từ Xuyên cũng trao tặng 300 kg gạo, 3 thùng bánh mì và 10 thùng sữa cho Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hoàng An, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, ủng hộ chương trình bữa cơm không đồng của bệnh viện. Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 13 tháng 7, hứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, Đại đức Thích Thành Mẫn, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ đã đại diện Phật giáo huyện trao 5 triệu đồng và cá nhân Đại đức trao tặng 5 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện Quỳnh Phụ. Trong ngày 9 tháng 7, Sư Cô Thích Đàm Ân, trụ trì chùa Vĩnh Khánh, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng,
Sư cô Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Hoàng Văn, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng. Sư cô Thích Diệu Mai, trụ trì chùa Long Đài, xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm và trao 240 xuất quà, gửi tới 110 hộ đang cách ly tại thôn Khuốc, xã Phong Châu, 30 xuất quà tại khu cách ly tập trung huyện Đông Hưng, 100 xuất quà tại khu cách ly tập trung trung tâm chính trị huyện Quỳnh Phụ, tổng trị giá là 25 triệu đồng. Thưa quý vị, tại tỉnh Trà Vinh, nhằm hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng được cho mình một mái ấm, có một cuộc sống an vui hơn, chùa Vĩnh Phước và chùa Long Khánh đã kết hợp và tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho người dân. Đây là hoạt động từ thiện thể hiện tình yêu thương bao la của người con Phật đối với những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Sáng ngày 15 tháng 7, Đại Đức Thích Huệ Thắng, trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, trụ trì chùa Vĩnh Phước, ấp Phước Hảo, huyện Châu Thành và Đại Đức Thích Huệ Chiếu, trưởng Ban Kinh tế Tài chính Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Long Khánh thuộc phường 3 thành phố Trà Vinh, kết hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ ông Võ Chấn Hưng, ngụ tại ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Kiều Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hảo, bà Thạch Thị Phari, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hảo đồng tham dự buổi lễ. Hộ ông Võ Chấn Hưng là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Bản thân ông Hưng thuộc diện người già neo đơn mất sức lao động, con cháu đi làm ăn xa, chủ yếu sống nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương và một ít tiền do con cháu đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới gửi về. Căn nhà sẽ tiến hành xây dựng trên diện tích khoảng 50m2 do Đại Đức Thích Huệ Thắng và Đại Đức Thích Huệ Chiếu vận động Phật tử nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Theo dự kiến, căn nhà sẽ hoàn thành sau 45 ngày thi công. Tại lễ khởi công, ông Võ Chấn Hưng vô cùng vui mừng, ông xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn đến nhị vị Đại Đức cùng nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cũng như chính quyền địa phương xã Phước Hảo, huyện Châu Thành đã quan tâm giúp đỡ ông có được căn nhà ổn định cuộc sống. Cũng tại tỉnh Trà Vinh vào ngày 13 tháng 7, nhóm thiện nguyện Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương đã đến thăm tặng quà cho trẻ em tại mái ấm Đức Quang. Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2021, nhằm ngày 4 tháng 6 năm Tân Sửu, nhóm thiện nguyện Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương do Phật tử Diễm Nguyễn, pháp danh Huệ Ngọc Nhã, ủy viên phân ban Từ Thiện Đối Ngoại và Quan hệ Quốc tế làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại mái ấm Đức Quang, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mái ấm Đức Quang là cơ sở từ thiện của Phật giáo tỉnh Bến Tre do Thượng tọa Thích Lệ Hiếu, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Đại thành lập. Hiện tại nơi đây đang nuôi dưỡng hơn 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ. Mọi kinh phí nuôi dạy các bé được sự hỗ trợ từ Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đóng góp. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên việc nuôi dưỡng các bé ở đây gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Phật tử Diễm Nguyễn đã tổ chức chuyến thăm và hỗ trợ hơn 800 kg rau củ quả nhằm hỗ trợ mái ấm Đức Quang nuôi dạy các em. Tuy giá trị phần quà không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng của các thành viên trong nhóm Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương gửi tới các em, mong rằng nụ cười hồn nhiên sẽ luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các em. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về dịch COVID-19. Thưa quý vị, Mỹ đang thử nghiệm giai đoạn 3 loại thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống và có thể sẽ đưa ra thị trường vào cuối năm nay. Đây là một tin vui đối với tất cả người dân trên toàn thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Loại thuốc kháng virus có tên Monopiravir của Mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tương lai gần. Thuốc Monopiravir được phát triển bởi sự hợp tác giữa hai công ty Rigibel tại Đức và Merck tại Mỹ. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã hoàn tất với hiệu quả 100% trên các bệnh nhân COVID-19. Sau 5 ngày, tải lượng virus của bệnh nhân xuống thấp đến ngưỡng không lây lan. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cũng gần đi đến chặng cuối với hiệu quả rất tốt, dự kiến sẽ có kết quả ngay trong mùa thu năm nay. Nếu quá trình nghiên cứu suôn sẻ, thuốc Monopiravir sẽ được đưa ra thị trường trong vòng 4 đến 5 tháng tới. Loại thuốc này được nghiên cứu dựa trên thuốc gốc chống lại virus cúm, có tác dụng ức chế sự sao chép của các virus RNA có trong SARS-CoV-2, khiến virus không nhân lên và bị đào thải rất nhanh, giúp bệnh nhân khỏi bệnh. Đặc biệt, thuốc có rất ít tác dụng phụ, phổ biến nhất là nhức đầu và mất ngủ.
Monopiravir sử dụng dễ dàng qua đường uống, điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 giai đoạn đầu. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ uống 2 liều mỗi ngày và duy trì trong 5 ngày ngay tại nhà. Nếu nghiên cứu pha 3 thành công, trong tương lai việc điều trị SARS-CoV-2 sẽ giống như điều trị các loại cúm khác. Hiện tại, chính phủ Mỹ đã chi khoảng 1,2 tỷ đô la để mua 1,7 triệu liều thuốc Monopiravir sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19. Nếu kết quả thành công, FDA của Mỹ sẽ cấp phép cho loại thuốc này. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, phòng thí nghiệm Hetero của Ấn Độ cũng đang xin cơ quan quản lý cấp phép thuốc Monopiravir để sử dụng trong các chương trình khẩn cấp sau khi nghiên cứu thử nghiệm ban đầu cho thấy thuốc có tác dụng giảm tỷ lệ nhập viện và tăng tốc độ hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Với số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 hàng ngày vẫn ở mức cao, Campuchia cho phép người dân tại thành phố Phnom Penh nếu mắc COVID-19 nhưng không có hoặc có những triệu chứng nhẹ sẽ được phép điều trị tại nhà. Trong buổi họp báo hôm 12 tháng 7, Bộ Y tế Campuchia cho biết số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Phnom Penh nhưng không có triệu chứng, có triệu chứng nhẹ hoặc các bệnh nhân là trẻ em tự nguyện đăng ký được chăm sóc, điều trị tại nhà tăng lên. Giám đốc Sở Y tế thành phố Phnom Penh Nghi Miên Hàng cho biết, kể từ khi các quy định vận hành tiêu chuẩn SOP cho phép điều trị tại nhà đối với những trường hợp trên được Bộ Y tế Campuchia ban hành vào cuối tháng 4 năm 2021, đến nay có hơn 1.300 bệnh nhân được điều trị tại nhà, trong đó khoảng 270 người đã khỏi bệnh. Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia Nguồn Khang thông báo, tỉnh Khandan sẽ là tỉnh thứ hai cho phép bệnh nhân COVID-19 nhẹ điều trị tại nhà sau Phnom Penh. Một số tỉnh khác tại Campuchia cũng có thể quyết định cho phép bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà nếu cần thiết. Campuchia khẳng định, việc cho phép những bệnh nhân COVID-19 nhẹ được điều trị tại nhà nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế khi các bệnh viện phải tích cực điều trị cho những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, Bộ Y tế và chính quyền thành phố Phnom Penh sẽ chỉ cho phép những bệnh nhân bị bệnh COVID-19 nhẹ được điều trị tại nhà sau khi bệnh nhân đã kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình hình hồi phục. Cũng theo quy định, những người có thể được phép điều trị bệnh tại nhà cần phải có điều kiện tốt. Nếu nhà của họ quá nhỏ, chật chội hoặc đông người thì không được phép điều trị tại nhà vì họ có thể gây lây nhiễm cho hàng xóm. Bộ Y tế Campuchia cũng thông tin, việc điều trị tại nhà đối với bệnh nhân COVID-19 nhẹ là trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc. Điều quan trọng là điều kiện ở nhà của bệnh nhân có phù hợp với họ hay không. Chính quyền sẽ hỗ trợ thực phẩm cho bệnh nhân điều trị tại nhà có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết bệnh nhân điều trị tại nhà sẽ là người lớn, vì Campuchia có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em thấp. Chỉ khoảng 1% trong số gần 62.000 bệnh nhân ở Campuchia đến nay là trẻ em. Tính đến ngày 13 tháng 7, Campuchia báo cáo tổng cộng 925 ca nhiễm COVID-19 tử vong. Tương tự trong lộ trình sống chung với COVID-19 của Singapore, nước này cũng cho phép người mắc COVID-19 gặp một số triệu chứng nhẹ và có thể tự hồi phục tại nhà nhờ vaccine đã tiêm phòng trước đó. Thái Lan cũng vừa ban hành một bộ tiêu chí giúp các bệnh nhân COVID-19 đủ điều kiện được hoàn tiền chữa trị tại nhà. Tờ Bangkok Post tại Thái Lan cho biết nếu thực hiện đầy đủ các quy định, bệnh nhân có thể được nhận 33 đô la Mỹ một ngày trong vòng 14 ngày và nhiều hỗ trợ khác khi tự nguyện điều trị bệnh tại nhà. Kính thưa quý vị, hiện nay cả nước của chúng ta đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Những ngày qua liên tục ghi nhận sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19. Chính vì vậy, rất mong quý đạo hữu cùng với tất cả mọi người hãy cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, hãy phát tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí để chăm lo cho các bệnh nhân, cũng như đội ngũ y bác sĩ chống dịch và những người dân đang gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Phát huy tinh thần đoàn kết Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, đồng nguyện cầu cho dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ, người người được bình an hạnh phúc. Chương trình Điểm tin 20 giờ ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 7 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Pháp Cú số 173,
Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che.